Trước mắt các bạn là đôi loa khủng Pioneer CSV18. Đây là một cái dòng loa chuyên nghe nhạc và karaoke. Đây là một cái loa có thiết kế để nằm nhưng mà rất to, nên chúng ta có thể nhìn ở trên lưng nó thì nó hai cái lỗ bắt ốc này, ốc rất là lớn, ốc này ốc đến 6 lây lần, rất là lớn luôn. Chúng ta thấy cái logo Pioneer nó in nổi luôn đây này, chúng ta biết cái loa này rất là khủng rồi. Đây là cũng là cái dòng loa nằm mà to nhất trong những dòng loa nằm. Chúng ta thấy bìm bi, chúng ta có thể thấy bô rồi, hoặc bô 901 nữa. Nó kích thước thằng này nó to gần to hơn cả bô 901 luôn, mà nặng hơn, nó nặng phải 17-18 cân lận. Thùng của nó đẹp và sang trọng hơn bô 901 nhiều, và nó cũng có nhiều cái điểm hơi tương đồng. Số lượng loa nó nhiều, nó đến 6 loa. Chúng ta thấy cái tem loa này, tem loa cũng rất là lớn. Bây giờ mình sẽ mở cái lưới loa ra để bạn chiêm ngưỡng nhé. Phía trước của loa Pioneer CSV18, cái lưới này hơi cứng. Bên trước là 4 loa, trong đó nó có 2 loa thép là thép giấy và 2 loa bát. Thì 2 cái loa bát của nó có cái đường kính là 18 cm. Rồi chúng ta cùng nhau hướng về phía sau nhé. Phía sau của nó hai cái loa trép nữa, thì tổng cộng nó là 6 loa. Và một cái điều khủng khiếp ở đây là chúng ta sẽ nhìn vào thông số của nó nhé. Công suất rất là khủng, 400W, trợ kháng 6 ohm, made in Japan, CSV18. Đây là chỗ gắn dây loa. Đây là một cái cặp loa mà nghe nhạc và karaoke khá là tuyệt vời. Với cái công suất này thì chúng ta có thể chơi đủ thể loại nhạc, từ những nhạc nhạc gân, đen, pop, remix, ballad, cho đến những loại nhạc trữ tình thôi, nhạc đồng quê, nhạc quê hương, nhạc bolero, để rất là hay. Mà karaoke thì cái bát của nó đánh rất là lực. Chúng ta nhìn cái bát đường kính không lớn, chỉ 18 thôi, nhưng mà cái cụ từ nó to, rất là to nha. Hai bên loa, tiếng loa còn rất là đẹp. Đây, đẹp lắm. Cái lưới này, lưới rất là chắc luôn. Lưới nó có hai những cái đường nhựa rất là bóng bẩy. Tem nó in rất là sắc sảo, đẹp. Nó một cái loa Nhật Bản mà cái công suất 400W mỗi loa, thì một cặp 800 như thế này thì quá đáng để sở hữu, và mức giá của nó là cái điều quan trọng nhất. Mức giá chỉ là 10 triệu so với chất âm mà chúng ta nó mang lại cho chúng ta thì tuyệt vời hơn rất là nhiều. Các bạn lưu ý là đôi loa này nếu muốn treo tường thì chúng ta phải có những cái tích kê bắt vào tường loại lớn. Cái này là 6 ly này, ta thấy ngóc này này. Những cái là dòng loa như bô, BB thì nó làm nhỏ tại vì nó không có nặng, không có lớn. Thì thằng này làm rất là tập kê, rất là nặng. Ok, thì bạn nào có nhu cầu hãy sớm liên hệ Nguyên Hồng Audio, số điện thoại dưới góc màn hình. Cặp loa có mức giá rất là vừa phải, 10 triệu, sản xuất tại Nhật Bản, 800W một cặp. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.